hướng dẫn cách check ví cá voi, làm sao để biết cá voi đang mua gì, nắm giữ những đồng coin nào. Với cá voi là những quỹ lớn thì các bạn có thể vào messery.io. Đây là website giúp các bạn tìm kiếm danh mục đầu tư của những quỹ lớn. Mình lấy ví dụ như Coinbase Ventures thì chúng ta có thể xem được danh mục đầu tư, xem Coinbase Ventures đang đầu tư vào những dự án và đồng coin nào. Tương tự như vậy, các bạn có thể xem A16Z hoặc là Multicoin. Để xem cá voi đang nắm giữ Bitcoin thì các bạn hãy vào bitinfochart.com, sau đó bấm chữ Bitcoin và Rich List. Thì ở đây các bạn có thể xem được những địa chỉ ví cá voi nào đang nắm giữ số lượng lớn Bitcoin, từ thông tin số dư vân vân. Các bạn có thể bấm vào một địa chỉ ví bất kỳ để xem cá voi này. Ví dụ, đây là một địa chỉ ví đang sở hữu là 6 tỷ đô và các bạn có thể xem được những thông tin như là thời gian, số dư và profit. Những cá voi trên mạng Ethereum thì các bạn có thể vào wellstats.com. Đây là website phân tích hơn 1.000 địa chỉ ví Ethereum của cá voi. Ví dụ như đồng coin ERC20 đang được giao dịch nhiều nhất đó chính là Elon. Đây là top 10 đồng coin ERC20 mà được cá voi hold nhiều nhất. Nhìn qua thì cứ tưởng bạn tuần hoàn nguyên tố hóa học nhưng mà không phải. Đây chính là top những đồng coin ERC20 mà cá voi đang hold đó các bạn. Trong phần Rich List, các bạn có thể xem được danh sách những địa chỉ ví cá voi. Bấm vào một địa chỉ bất kỳ thì các bạn có thể xem được danh mục đầu tư của cá voi đó. CoinGecko chắc hẳn là trang web rất thân thuộc với các bạn khi chúng ta có thể xem danh sách những đồng coin tại đây. Và để xem chi tiết hơn nữa thì mình lấy ví dụ các bạn bấm vào một đồng coin bất kỳ, ví dụ Luxo đi ha. Các bạn copy contract và bởi vì đồng coin này được xây dựng trên nền tảng Ethereum cho nên là các bạn hãy vào etherscan.io. Sau đó chúng ta dán địa chỉ contract vào và các bạn nhìn bên tay phải sẽ thấy tên của dự án, các bạn hãy click vào. Kéo xuống dưới các bạn sẽ thấy chữ Holders. Khi mà click vào chúng ta sẽ thấy những địa chỉ ví đang nắm giữ token này. Các bạn có thể xem là mỗi địa chỉ ví nắm giữ bao nhiêu và phần trăm bao nhiêu token. Các bạn có thể copy một địa chỉ ví bất kỳ, sau đó vào trang fboard.finance và dán địa chỉ ví mình đang cần theo dõi ra. Các bạn có thể thấy tổng tài sản, portfolio của ví này đang nắm giữ những đồng token nào, phần trăm bao nhiêu và đang để trên những nền tảng nào. Những đồng coin nào trên Binance Smart Chain thì các bạn làm tương tự, copy contract vào bscscan.com, click vào Holders, chọn một địa chỉ ví bất kỳ để track, dán vào Fboard sẽ xem được tổng tài sản, portfolio và danh sách những đồng coin mà địa chỉ ví cá voi này đang nắm giữ. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên cho mình một tim và một follow nhé.